Vâng, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Tiếp tục quay lại với video nữa trong buổi chiều ngày hôm nay thứ hai đầu tuần ngày mùng 6 tháng 9. Để Khang Minh test âm đến cặp SR4722X. Sau đó sẽ dán tem, đóng gói, ship đi trao trả về Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Phòng, em Thuận. Cặp loa thì Khang Minh cập nhật về trong thời gian vừa qua, sau đó giới thiệu lên kênh. Ngay lập tức em Thuận đã chuyển tiền đặt hàng cặp loa này đối với Khang Minh. Và cuối tuần vừa rồi thì em đã chuyển tiền lốt 100%. Và ngày hôm nay thứ hai đầu tuần thì em báo cho Khang Minh là anh có thể chuyển loa cho em được rồi. Thì Khang Minh sẽ lên đường ngay lập tức trong buổi chiều ngày hôm nay để cho kịp cái đơn hàng đầu tuần mà theo yêu cầu của em Thuận. Qua video hình ảnh thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn em Thuận đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm, đó là SR4722X, một trong những cặp full đơn dòng từ thường rất đáng chơi mà thỉnh thoảng Khang Minh cũng về được những cặp đẹp xuất sắc. Ngày hôm nay thì hàng hóa thì những cái tháng dịch bệnh Covid này thì mọi người sẽ nhận hàng chậm hơn bình thường một chút. Khang Minh có nói qua rất là nhiều ở các video gần đây, ví dụ như từ đây Bắc Linh về đến Hải Phòng thì là sẽ mất khoảng 3-4-5 ngày. Đó, tùy vào cái lượng hàng hóa mà bưu cục người ta đi. Hàng hóa nó tồn đọng rất là nhiều và dịch bệnh Covid rồi thì nó kiểm dịch ngày kia, cho nên là sẽ chậm hơn bình thường một chút. Hy vọng các bác và quý anh em trên khắp cộng đồng cả nước thông cảm cho các bên bưu cục vận chuyển hàng hóa. Và Khang Minh xin quay tấm biển trước khi làm việc này, đó để mọi người nắm được địa chỉ, thông tin, số điện thoại. Khang Minh chuyên cung cấp những sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng để chúng ta giải trí, ca hát, biểu diễn chuyên nghiệp, hàng tuyển chọn. Rồi, bây giờ Khang Minh cho loa ra đây nhá, cắm, kết nối, test âm, đóng gói, lên đường. Thank you.
lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hận dỗi trách nhau một lời thôi, tâm hồn mình đâu lẽ bây giờ tháng mấy rồi hỏi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy mai đây anh đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hơn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vợi để mùa đông buốt xa bờ vai bên. Bây giờ tháng mấy rồi hỏi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân đẹp trời sáng cho mình thương nhớ nhau.
bốc đầu ấy. Đua với chiếc kì. Bốc đầu xem nào. Bốc đầu ấy đừng đua. Bốc đầu không được đua nhá. Đấy chắc rồi. Mẹ suốt ngày đi xe đạp. Hai nhiều. Bốc đầu không được đua nhớ chưa? Tròn như cối xay. Đâu ơi. Đâu. Đâu ơi. Đi đi con. Đâu ơi. Lên nè. Bốc đầu. Rồi rồi. Ai rồi đi nhá.